Kính chào quý khán giả. Hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2021 và chúng ta đang có mặt trong chương trình đối thoại với PM. Hôm nay là số thứ 6 và chương trình được phát trực tiếp trên kênh Facebook của VN Direct. Hôm nay chúng ta có một vị khách mời rất đặc biệt, đấy là anh Tường, anh Đào Phúc Tường, biệt danh là Tường Đầu Bạc. Với chủ đề là Index cuồn cuộn lên cao, thì Guru Tường Đầu Bạc như thế nào? Guru Tường Đầu Bạc là ai? Thì anh Đào Phúc Tường, chúng ta CFA với hơn 15 năm kinh nghiệm đầu tư chứng khoán. Anh tốt nghiệp thạc sĩ thương mại tài chính đại học UNSW Úc và chuyên gia từng quản lý quỹ APS Asset Management Singapore, và trước đó thì anh làm 4 năm làm phó giám đốc ở bên Vietnam Holding. Thì anh Tường là thường xuyên là diễn giả và là khách mời của các cái chương trình bàn bạc chuyên sâu về chứng khoán. Thì tại vì chương trình thực hiện là online nên em nghĩ là khán giả chỉ có thể vỗ tay online hoặc là comment. Để chào mừng anh Tường. Cảm ơn Tùng. Và em có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu luôn đấy. Mấy hôm nay thì em thấy là 40 độ C, nhiệt độ Hà Nội mà mấy hôm nay rất là nóng, 40 độ C. Nóng như index. Thì em cũng thấy có một số cái thông số, ví dụ như là 40% là chỉ số VN Index, là VN30, chính xác là VN30 đã tăng từ đầu năm rồi. Anh có nhìn mấy con số trên slide, em chiếu trên đây khoảng 114.000 tài khoản chứng khoán mở mới sau 5 tháng. Riêng cái con số này là gấp, đã vượt cái con số tài khoản mở mới năm 2020 rồi, là theo thông tin em được biết. Và như hôm qua anh cũng biết là phiên giao dịch thị trường là hơn 30.000 tỷ. Đây là riêng sàn Hồ Chí Minh thôi ấy. Chưa cộng thêm 3 sàn Upcom và sàn HOSE thì thị trường chứng khoán rất là nóng. Cho nên là em có một câu hỏi là không biết là những con số này thì có gợi cho anh Tường nhớ tới cái giai đoạn nào trong hơn 15 năm chinh chiến đầu tư của anh. Interesting. Việc chứng khoán Việt Nam thì có hai cái giai đoạn đáng nhớ nhất, trong đó giai đoạn là giai đoạn cuối năm 2006 đầu năm 2007 và cuối năm 2017 đầu năm 2018. Giữa đó thì có một cái giai đoạn mini một chút là cái gói kích cầu vào cái năm 2011. Nhưng mà với riêng kinh nghiệm của cá nhân anh thì cũng đã có thêm một cuộc trải nghiệm với thị trường chứng khoán Trung Quốc. Lúc đấy anh đang làm cho công ty quản lý quỹ APS Asset Management, thì công ty có hơn 2 tỷ đô la Mỹ ở thị trường Trung Quốc. 2 tỷ vào đó. Thì giai đoạn cuối năm 2014 đầu năm 2015 thì đều là những giai đoạn mà chỉ số chứng khoán tăng rất là sốc. Đi đâu mọi người cũng đều nói đến câu chuyện chứng khoán, kể cả ở Việt Nam và giai đoạn tương tự thị trường Trung Quốc. Các cái số liệu thống kê trên báo chí thì cũng đa số là những số liệu tích cực. Đặc biệt là về số lượng người mở tài khoản, đặc biệt là về triển vọng kinh tế, các quyết sách của chính phủ. Những cái thông tin liên quan đến mặt trái, nó liên tác động những yếu tố tiêu cực tác động đến chứng khoán thì ít người. Tin tốt thì nhiều, tin xấu thì ít. Tin xấu thì rất ít. Thì đấy là cái đặc điểm rất lớn. Và một cái đặc điểm rất chung nữa là đến cuối của chu kỳ lên đấy thì thường là một cái giai đoạn một cú tăng rất dốc. Cú tăng rất dốc. Và cái đó cũng về tâm lý hành vi người ta thể hiện rất rõ là về mặt sự tự tin thái quá của mọi người. Tức là anh nhớ tới thời kỳ năm 2014-2015 với thị trường Trung Quốc. Còn nếu mà ở Việt Nam thì là anh, cái giai đoạn này là anh nhớ nhất là thời kỳ năm... Anh nghĩ là năm 2006-2007 là thời kỳ mà ấn tượng nhất vì anh tham gia sâu vào chứng khoán thì là được từ giữa năm 2016, vì trước đấy mình làm một số công việc khác cũng tham gia vào chứng khoán. 2006, giữa 2006 bắt đầu tham gia sâu vào chứng khoán, thì giai đoạn đấy là rất ấn tượng. Và vì là cái trải nghiệm đầu tiên của mình, đó trải nghiệm đầu tiên của mình ấn tượng. Và lúc đấy thì chứng khoán Việt Nam nó lên đồng pha với lại thị trường chứng khoán Trung Quốc. Đồng pha thị trường chứng khoán Trung Quốc, cho nên rằng là vì mình cũng ít kinh nghiệm thời điểm đó nữa, cho nên là những cái ví dụ về định giá chẳng hạn, đấy là hay benchmarking với thị trường Trung Quốc. Mọi người đều hay kể câu chuyện ok Việt Nam sẽ là Trung Quốc của 15 20 năm trước đây chẳng hạn, đấy thì mình hay benchmark, nhưng mà về sau thì cũng nhìn lại thấy rằng những cái benchmarking đấy hoàn toàn là sai lầm.
Thế em thấy là hồi năm 2006, 2007 thì có thể anh ít kinh nghiệm, nhưng mà có một đợt là hồi năm 2018 ấy là thị trường cũng tăng tương đối là dốc ấy, thì lúc đấy anh có nhiều kinh nghiệm hơn rồi, em thà thế vậy thì thôi anh suy nghĩ và hành động vào năm 2018 của anh nó sẽ như thế nào. 2018 thì thực ra là cái nằm trong lúc đấy thì anh vừa trải qua cái giai đoạn ở Trung Quốc rồi, là 2014 hay 15 rồi, cho nên là mình cũng đã được bầm dập rồi. Nhưng cái khó nhất của 2018 ấy là tiền, nếu em nhớ lại lúc đấy là tiền Hàn Quốc vào rất nhiều. Tiền Hàn À, Quốc. cuối năm 2017 đầu 2018 một loạt các quỹ Hàn Quốc đổ tiền vào, rồi một loạt các quỹ của Nhật đổ tiền Việt Nam, và đa phần họ đổ tiền vào các cái large caps ở trên sàn Cổ phiếu văn hóa và lớn. cổ phiếu vốn hóa lớn, và lúc đó nó làm cho cái giá chứng khoán nó lên rất nhanh trong thời gian rất ngắn. Cái khó nhất là thuyết phục lãnh đạo là giải ngân vào những cái cổ phiếu mà mình nghĩ rằng nó sẽ lên vì dòng tiền nó vào nó sẽ lên. Đấy, nhưng mà định giá lãnh đạo thế đó, đó. Thế thì cái danh mục chứng khoán của anh ngày đó mình đã tích cơ cấu cái danh mục theo cái hướng là cổ phiếu cơ bản giữ cho dài hạn và lên trong dài hạn. Đó. Và kỳ vọng rằng là chứng khoán kỳ vọng rằng cái sức lan tỏa nó sẽ chuyển sang cái nhóm cổ phiếu đó, và lúc đó thì tất cả các cổ phiếu nó sẽ lên cùng một bằng mới. Thì cái điều đó cuối cùng nó không xảy ra như thực tế. Không xảy ra như thực tế, như thực tế. Thế thì nếu mà như vậy là lần này là anh có một cơ hội khác nữa, và lần này thì tức là lần này cũng là lần giá là nó là nhanh này. Cái thứ hai là thì em biết là anh không không anh bây giờ đầu tư tương đối tự do rồi, anh không chịu sức ép từ phía cấp trên nữa. Thế thì em muốn hỏi là anh có nhận thấy cái điểm giống và khác nhau cái thời kỳ này với cả thời kỳ 2018 đấy như thế nào, và từ đấy thì anh đưa ra những cái chiến lược và hành động nó có thể khác với cả thời kỳ trước như thế nào? Về mặt đặc điểm thị trường anh nghĩ là tương đương tương đồng nhau, Tương không đồng không nhau. có quá nhiều sự khác biệt, vẫn là liquidity driven, tức là thị trường lên bởi sự thanh khoản, bởi dòng tiền là chính, trên một cái nền tảng mà mọi người đều kỳ vọng rằng là kinh tế nó tương lai kinh tế tốt hơn. Nó khác biệt hẳn với so năm 2026 là 7, là 2006 2007 thì mọi người cũng đều kỳ vọng, tại thời điểm đó mọi người đều kỳ vọng vào là kinh tế tốt, nhưng mà các cái chỉ số vĩ mô nó đã bắt đầu thể hiện, mặc dù báo chí không nói nhiều đến, không phân tích nhiều sâu với nó, nhưng bắt đầu thể hiện những cái gọi Bắt đầu. là thái quá bất ổn của nền kinh tế, ví dụ tín dụng tăng quá cao, lạm phát đấy chưa thể hiện, khi lạm phát thể hiện thì chứng khoán nó xuống rồi đó. Thì đã bạn đã nhìn thấy đấy, nhưng mà năm 2018 và giai đoạn bây giờ thì nó trên cùng một cái nền tảng đó, là mọi người đều nhìn rằng là kinh tế vĩ mô nó không có gì thì bất ổn cả. Thì đấy mọi người đang nhìn thấy, thôi quan điểm của anh có thể hơi khác biệt một chút, mình sẽ bàn sau. Nhưng mà về nói chuyện về quản lý hành động thì đúng thế, trước khi mình đã được quyền quyết định rồi ấy, đó thì mình được thực hiện một cách nó thoải mái hơn, cái nguyên tắc là không cãi lại thị trường, Không cãi lại thị trường. không cãi lại thị trường, và thiết chặt cái kỷ luật đầu tư của mình trong trong việc mình quản lý danh mục. Anh có thể làm rõ hơn cái khái niệm không cãi lại thị trường của anh đi là như nào? Anh lấy ví dụ như là nếu mà mình nhỡ tay bán sớm một cổ phiếu nào đó đấy, và nó cứ lên thì đừng ngồi chửi thị trường, đừng chửi vào con là tại sao mày điên thế. Chứng khoán nó có câu chuyện, và vì nhiều khi nó trong thị trường chứng khoán nó do vấn đề, một phần là vấn đề dòng tiền, một phần vấn đề là bất cân xứng về thông tin. Đấy, thì khi mà mình nhận được một thông tin mới, anh lại có chương trình chứng khoán, ví dụ có những cái câu chuyện nó rất dài, ví dụ câu chuyện của VPBank như thời gian hiện tại vừa rồi chẳng hạn, đúng không, thì giá cổ phiếu nó lên rất dài trong một cái giai đoạn rất dài, nhờ cái tin đồn về cái chuyện người ta bán FE Credit, là tin đồn thì những cái đấy mình có đánh giá được, thì những tin đồn đấy mà mình theo dõi thông tin mình thấy có khả năng nó xảy ra thì mình đánh giá được, và mình có thể cầm cổ phiếu đi hết một cái dòng chu kỳ của nó. Nhưng có những cổ phiếu mà mình không biết được trước tin và không biết nó có xảy ra hay không, anh lấy ví dụ như cổ phiếu Maxan bán cổ phần cho Alibaba chẳng hạn, anh là người biết chậm so với thị trường đó, thì đấy là ví dụ thôi chứ không nhất thiết là bây giờ mình đang phải đầu tư cổ phiếu Maxan, đúng không? Thì khi mình nhận được một thông tin mới rồi mà mình đánh giá mình biết là mình sai thì lúc đấy mình phải biết lối để sửa sai, chứ lúc đấy vẫn cứ ngồi để mà mắng mỏ thị trường là điên khóa thì anh nghĩ là nó không phải là cả cái động hợp lý. Nhưng mà trên một cái nền tảng định giá nó cao thì cái kỷ luật đầu tư nó sẽ phải thật chặt hơn, ví dụ như là cái ngưỡng cắt lỗ chẳng hạn, nó phải để, tiếng Anh gọi là tighten với anh tiếng Việt là gì, đó là phải giảm cái ngưỡng cắt lỗ của mình lại, Giảm lượng cắt lỗ. thì không không để cái ngưỡng nó quá quá xa, hoặc là Ví dụ cụ khi thể không anh? Tức là một ví dụ cụ thể là gì nhỉ, là khi mà cái giá chứng khoán nó lên tăng sốc này đúng không, đó thì
cái khoảng cách giữa cái giá hiện tại đến cái điểm mà mọi bà con phân tích kỹ thuật hay gọi là điểm hỗ trợ gần nhất ấy, thường nó rất là xa. Đó thì thường là anh phải kéo ngắn cái ngưỡng lại, chứ không chờ đến nó khi nó xuống đến hỗ trợ đấy mà học nó học hỗ trợ đấy bắt đầu anh mới cắt. Anh mới cắt. Còn khi mà cái khoảng cách giữa cái đỉnh giá và cái ngưỡng hỗ trợ gần nhất đấy mà nó quá còn gần nhau á thì mình có thể mình chấp nhận là chịu một cái tỷ lệ lỗ nhất định được. Quay trở lại điểm giống và khác nhau ấy, thì em thấy là thực ra là em thấy nó cũng có những điểm khác đấy. Ví dụ ít nhất so sánh thời kỳ này với cả thời kỳ năm 2006 chẳng hạn đấy, thì ví dụ thời kỳ này là cái mạng xã hội rồi các cái hội nhóm Facebook, Zalo rất là nhiều, cho nên là cái tính mà mọi người đầu tư theo bầy ấy, theo bầy đàn ấy, em nghĩ là nó sẽ hơn rất là nhiều ngày xưa đấy, vì cái tính thông tin nó lan tỏa bây giờ rất là nhiều mà, nên rất là nhiều hội nhóm Facebook, Zalo đầu tư rất là nhiều. Ngay cả trường hợp như kiểu ở bên Mỹ ấy, em thấy những cái cổ phiếu như kiểu GameStop với cả AMC ấy tăng rất là điên cuồng, thậm chí nó còn điên hơn cả Việt Nam. Thì anh đồng ý thì cái đấy là do tác động của công nghệ và cũng cái việc ngay cả việc mình thủ tục mình mở tài khoản ấy, đúng rồi, cách nó dễ dàng hơn ấy. Thì đấy thì mọi người sẽ vào nhanh hơn. Đó, cái đấy nó đến một đặc điểm rất là thú vị. Là nó đến rất nhanh và rất là dữ dội. Thì chiều ngược lại chắc nó cũng sẽ như thế. Vì đúng là cái công nghệ nó thay đổi, cái thói quen của nhà đầu tư cũng thay đổi ấy. Tất nhiên là còn về điều kiện thị trường thì ví dụ như là sẽ tăng giá về mặt định giá. À không biết là về mặt định giá thì anh có so sánh đi không? Mức định giá của thị trường hiện tại so với cả các thời điểm trước đây. Em nhớ em có một cái chart này để có thể anh em mình xem đây, em có cái chart của VN Index định giá theo PB. Em thì vẫn hay dùng cái này. Thì có ba có năm đường, là đường dưới cùng màu cam ấy thì nó là PB 1.2 này, lên đến 1.6 này, 2 chấm này, 2.4, 2.8 này, và cái đường zigzag mà có nhiều lên xuống ấy, màu xanh ấy, thì nó là đường định giá PB thực tế của thị trường. Thì lần cuối mà em nhớ lần cuối làm trong số thứ ba với chương trình với anh Phúc ấy, thì em nhớ đâu đấy nó chỉ tầm quanh là tầm 2.5, PB thị trường 2.5, bây giờ PB thị trường tầm 2.8, và nó đang chạm cái chạm cái đường màu đỏ ở trên cao ấy. Thì em đưa ra một cái bức tranh để anh em mình cùng để anh có thể bình luận thêm là cái mức định giá so sánh mức định giá thời điểm hiện tại so với cả các cái thời kỳ trước đây. Thì nhìn cái chart của em đã thấy rất rõ rằng hơn là mức định giá, nếu em theo dùng PB thì bây giờ nằm đỉnh trong các đỉnh của định giá thôi. Không hẳn đâu anh ạ, nó là điểm số thì là cao nhất thôi. Còn nếu mà về mặt định giá thì kiểu nó không vượt, ví dụ như là trước đây hồi năm 2018 ấy, okay, thì PB okay. Nó vượt cái đường màu đỏ kia rất là xa, hiện tại nó còn chưa vượt một đường màu đỏ. Hoặc là thậm chí như là năm 2006 ấy thì PB của thị trường nó lên tới 6-7 lần cơ. Thì định giá nó nếu mà so với 2006 thì hơi khó so. Đúng rồi, không, lúc đấy cái thị trường nó rất là mỏng ấy, thì hơi khó so. Nhưng mà nếu mà em so sánh với lại cái thời kỳ 2018 ấy, thì cái đoạn lên nhỏ 2018 nó chỉ chiếm khoảng, nếu mà tính về tỷ lệ phần trăm ấy, thì nó chiếm khoảng, let's see, cái này nó chiếm khoảng dưới 5% trên tổng số xác suất của và khi mà nếu chờ đến từ cái điểm PB đấy đến điểm thị trường chứng khoán xuống thì nó sẽ xuống rất là nhanh. Nó xuống rất nhanh, cho nên là trong quản lý danh mục quản lý đầu tư ấy, không ai người ta ngồi người ta chờ cái PB nó gọi là đến giai đoạn gọi là cực đại như thế để mới ra quyết định cả. Thì đấy là một cái tức là như nào anh, tức là thế thì họ đã quyết định từ bây giờ hay là như nào? Phải ra quyết định sớm hơn cho cái kế hoạch hành động của mình. Anh lấy ví dụ nha, ví dụ như là cái giai đoạn PB cuối cùng thì anh nhìn cái 2018 ấy, đúng không? Nếu về mặt xác suất thống kê mà nói, đúng không, thì cái PB đỉnh 2018 ấy nó chiếm bao nhiêu phần trăm trên toàn bộ cái chuỗi giá trị của em? Đỉnh năm 2018 về xác suất thì ở đây nếu mà bỏ lắm đúng không, nó ít thôi, mở ra thì nó rất ít, đúng không? Tức là cái xác suất mà thị trường nằm trên đỉnh vinh quang đấy nó là rất nhỏ. Nó là rất nhỏ, đúng không? Và sau đó thì nó xuống một cách rất là dốc. Đấy là lịch sử ấy, còn em không biết tương lai nó sẽ như nào. Nếu chúng ta nhìn về số liệu lịch sử, đúng không, nó sẽ là như thế. Thế thì khi mình ra một quyết định gì đó trên một cái xác suất mà nó xảy ra rất thấp như thế thì anh nghĩ rằng là để chờ lấy lúc đấy mới ra quyết định thì anh nghĩ là quá muộn.
chờ chờ lúc đấy là quyết định là quá muộn. Anh cũng tương tự như thế, nếu em có cái chart PE ấy, thì mọi người có thể nhìn lại PE hiện tại nó tầm 17, 18, 18 lần gì đó đúng không? Vâng. Đó, và PE cao nhất là 2018 lên tầm 22 lần. Còn 22 có lần. bỏ qua giai đoạn trước nó lên tầm bốn mấy lần, bỏ qua đi đúng không? Nó tầm 22 lần mọi người bảo ok, nó có thể còn đoạn từ 18 lên 22. Vâng. Đúng không? Đó, nhưng mà cái khúc cuối đấy ấy, thì nó sẽ chạm cái ngưỡng đấy rất nhanh, và khi nó chạm thì nó có xuống rất là nhanh. Nhưng mà có một điểm như này nhá, là em thấy nếu mà ví dụ hồi năm 2018 ấy, mà định giá nó vượt cái đường màu đỏ kìa, thì nó còn lên một đoạn rất là xa nữa. Thì em thấy là kiểu nó, nếu mà ví dụ như mình ra quyết định từ bây giờ ấy, thì có sẽ có nhiều trường hợp là mình bỏ lỡ một cái đoạn rất là tuyệt vời ở phía sau nữa thì sao ấy? Trong chứng khoán, trong đầu tư nó hay thế, mọi người thường hay thường sợ mất cơ hội Và hơn là sợ bị lỗ. sợ mất cơ hội hơn là sợ bị lỗ. Thì nhìn đến đáng nhẽ nếu mà xác suất 50% là mình lãi nhé, và xác suất Và 50% là mình lỗ đúng không, thì thường là chúng ta ở trong trạng thái bàng quan đúng không? Và Đó, để nếu theo đúng lý thuyết về xác suất thống kê. Nhưng mà thông thường ấy, thì cũng xác suất 50-50 đấy, nhưng mà bảo rằng ok có 50 xác suất là ông sẽ thắng, thì mọi người thường sợ mất cái xác suất 50% đấy hơn là mọi người nghĩ đến cái khả năng là mình sẽ bị lỗ. Và đấy nó đã tạo ra cái tâm lý FOMO. Tạo ra tâm lý FOMO. Cho nên rằng luôn luôn có một cái việc là chúng ta có thể phải bỏ mất một ít lợi nhuận ở trên bàn cho người khác. Và để giảm cái tỷ lệ lợi nhuận chúng ta bị bỏ trên bàn đấy thì có chiến thuật đầu tư đi cùng. Ví dụ như anh, ví dụ như là khi mình giảm tỷ trọng chẳng hạn, thì mình không cắt luôn 100%. Mình cắt dần trên đường lên của chứng khoán, nhưng mà khi thấy chứng khoán quay đầu thì hành động một cách quyết liệt. Hành động cách quyết liệt tức và là anh tức là như vậy là mình có thể tổng kết lại là anh cho rằng định giá thị trường ở mức tương đối nào, anh nghĩ hiện tại thì thị trường không đắt không rẻ. không đắt không rẻ. Nếu em nhìn về mình đang nhìn số PB hiện tại, và mình cũng đang nhìn về số PE cũng là số trailing đúng không? Thì PE 18 lần hiện tại, nếu mà kết quả quý 2 ra nữa thì kết quả quý 2 khả năng rất cao là sẽ cao hơn rất nhiều, sẽ thêm một cái tăng trưởng rất tốt nữa, đặc Đẩy biệt về là đẩy về của thị trường xuống. PE của thị trường xuống. Thì PE thị trường lúc đấy có thể nó sẽ lại xuống vùng 17, 16, 17 đúng không, với mặt bằng giá hiện tại đúng không? Thì nó cũng không phải là đắt, cũng không phải là rẻ. Nhưng cái PE thị trường hiện tại nó đang bị một cái vấn đề rất lớn là bị skew bởi cái nhóm Bị ngành méo, ngân hàng, bị nó bị méo. méo bởi cái nhóm ngành ngân hàng Ok. đấy. Bị méo không phải là bị méo về mặt giá, và bị Vâng. méo về mặt lợi nhuận của nhóm ngành ngân hàng. Thế thì nó có hệ quả gì không anh? Hệ quả rất lớn là nếu mà có một cái yếu tố bất lợi nào đó xảy ra với chuyện lợi nhuận của ngành ngân hàng. Anh Vâng. lấy ví dụ như ngân hàng nhà nước yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện một cái chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp một cách nghiêm túc hơn chẳng hạn, đó thì lợi nhuận nó sẽ bị giảm, và lúc đấy nó sẽ không đạt được kỳ vọng của thị trường, và lúc giá đấu giá, giá chứng khoán, vì giá chứng khoán nó phản ánh gọi là marginal change, biết tiếng Việt là gì, phản ánh cái kỳ vọng tăng thêm của về tăng trưởng Vâng. của mọi người. Khi tăng trưởng không đạt kỳ vọng thì lúc đấy nó sẽ phản ứng rất là dữ dội. Như vậy là chúng ta đang nhìn vào, nếu mà nhìn vào PE thì nó là một cái cho thấy là không đắt không rẻ, nhưng mà anh như anh nói là cái mức độ không chắc chắn của cái chỉ số đấy là tương đối là cao. Thế thì làm thế nào bây giờ? Em làm lại như em, như trường hợp của em thì em hay nhìn vào, ok nếu mà trường hợp PE như thế thì em sẽ nhìn vào PB như thế này để cho là PB tức là định giá giá trên giá trị sổ sách của cả thị trường nó ở mức kiểu ổn định hơn ấy. Thì đấy là cách nhìn của em để giải quyết bài toán là PE nó bị biến động như thế. Không biết là anh thì anh sẽ giải bài toán nó như thế không ạ? PB thì thường anh chỉ nhìn nó trong giai đoạn không có Y để nhìn thôi, Không có Y để nhìn, không có E để không nhìn. không có lợi Như nhuận. anh thì không có lợi nhuận để nhìn, thì lúc đấy Đã. anh mới nhìn nhiều đến PB hơn là dùng PB, vì B nó khá là tĩnh Đúng rồi, đúng không, khi đúng nó rồi. khá tĩnh và PB nó lên rất chậm PB nên rất chậm. so với lại PE Nào. đúng không. Thế PE ví dụ bây giờ em đang 16, 17 đúng không, nếu em nhìn forward một chút mà nó giật lên khoảng tầm 20 lần thì rất nhanh, do E giảm và giá chứng khoán lên là nó giật lên rất nhanh. Trong khi đó nếu mà earning cho lợi nhuận giảm nhé, lợi nhuận giảm thì cái tác động của lợi nhuận lên giá trị sổ sách ấy nó rất nhỏ, cho nên cái PB của em nó sẽ khá là ổn định, trừ trường hợp có một cái cú giảm rất lớn về lợi nhuận nó ảnh hưởng đến PB. Cho nên là thường anh chỉ dùng PB trong điều kiện khủng hoảng, lúc đấy có đi chọn cổ phiếu để mua, chứ anh không dùng đó để làm yếu tố để xác định thị trường đắt hay rẻ để bán. Tất nhiên Ok. em cũng có một cái lý hay, khi em dùng PB ấy, thì thường anh hay nhìn so với lại cái ROE của thị trường thì nó lại quay lại PE thôi.
Vâng. Đấy thì nếu cái PB hiện tại của em ROE thị trường nó loanh quanh ở tầm 10 14%. 14 15% Ừ. thì thực sự không cao. Ừ. Đúng không? Với cái Mặt rủi bằng lãi suất. ro kinh doanh với mặt bằng lãi suất thì có vẻ là ok, vì lãi Vâng. suất bây giờ đang nằm ở đáy. Ừ. Đúng không? Nhưng với cái rủi ro kinh doanh của môi trường ở Việt Nam thực sự là không cao. Trong khi đó PB của em lên gấp 2 lần. 2,8 2,8 lần gần 3 lần đó vâng thì PB của em rất cao chứ vâng không phải là vâng rất cao đấy, nhưng mà nếu mà nhìn PB để mà ra quyết định và mua bán chứng khoán thì em nghĩ là nó sẽ rất chậm, rất chậm, hoặc là nó xảy ra thì gặp phải bán rất sớm. Nếu nhìn PB bây giờ rất scary đúng không, rất sợ hãi vì nó cao quá rồi em rất dễ ra tình trạng là mai em bán luôn vì em thấy nó quá cao. Trong khi đó về PE thì nghĩ là nó sẽ đấy thôi. Rồi thế thì như vậy mà về mặt định giá thì không đắt không rẻ, nhưng mà rõ ràng là cái mức định giá đó thì mình như anh nói là mình cũng phải đặt trong yếu tố là môi trường vĩ mô kiểu như là lạm phát lãi suất như thế nào đúng không, thì em thấy là cái chủ đề này cũng nhà tư quan tâm rất là nhiều, và trong một chương trình số trước ấy, thì em thấy anh Phúc, anh Lê Chí Phúc cũng có bàn về vấn đề này. Em có một cái slide đây, thì em thấy là quan điểm của anh Phúc là mặc dù các nước in tiền rất là nhiều đặc biệt là Mỹ, nhưng mà cái vòng quay tiền M2 này của Mỹ thì nó giảm mạnh thì dẫn tới là không lo lắng về lạm phát lắm, mà chưa kể là chỉ số thất nghiệp ở bên Mỹ thì hiện tại nó vẫn tầm khoảng 6%, tức là nền kinh tế chưa toàn dụng lao động. Thì bên anh có bình luận gì thêm về cái chủ đề lạm phát ở trên thế giới và ở Việt Nam? Cái này thì hơi hơi ngoài cái vùng kiến thức của anh em, anh không phải nhà kinh tế học cho nên là anh không không đi quá xa, nhưng mà anh hiểu rằng hệ thống lạm phát nó có hai cái loại lạm phát, một là mang tính chất cơ cấu, hai là lạm phát mang tính chất chu kỳ. Cơ cấu ví dụ là những cái như thay đổi về mặt nhân khẩu học, thay đổi về năng suất lao động đó thì nó làm cho cái giá cả nó không tăng lên được đó. Còn cái nhìn về vòng quay này thì về bằng vòng quay tiền thì anh nghĩ là nó là tùy vào cách nhìn thôi. Anh ví dụ cái vòng quay được tính toán cũng bằng giá, giá nó không tăng là vòng quay nó giảm mà, thì không biết cái gì là hệ quả của cái gì đúng không? Tổng tiền in ra đúng không, kêu nhân với giá như velocity thì nó giá không tăng thì vòng quay nó giảm thôi, thì đơn giản đó. Thì cái chuyện lạm phát mang tính chất cơ cấu thì anh nghĩ là sẽ mang tính chất rất dài hạn và nó cũng không ảnh hưởng. Dài hạn là cụ thể là như nào À, nó sẽ xảy ra trong vòng 10 20 năm đấy, như vâng đoạn này vâng vâng đó. Vì ví dụ như năm đợt trong vòng cái thập kỷ vừa qua đúng không, thì Trung Quốc xuất khẩu giảm phát đúng rồi là ra ngoài thế giới, cộng với vâng chuyện là công nghệ nữa vâng cho nên cái năng suất lao động nó tăng lên vâng đúng không, và làm cho giá giảm, giá không tăng. Anh thấy cái yếu tố đó là yếu tố quan trọng hơn là cái chuyện là bơm tiền rồi vòng quay của tiền rồi nọ kia, cái yếu tố về mặt cơ cấu lâu dài. Thế thì nếu cái đó rồi nó đảo ngược thì nó sẽ tiến hành dần dần, nó như kiểu mình luộc ếch, nhưng mà nó tiến hành dần dần qua một vài năm chứ không thể phát nó giật cục lên được, giật nhanh lên được. Vì ở đây mình liên quan đến yếu tố lạm phát nên là mình đang lo ngại đến chuyện là chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương người ta thay đổi đúng không, thì đấy là ảnh hưởng đến giá chứng khoán đúng không. Thì anh đang nhìn ở góc độ đó thì cái chuyện lạm phát mang tính chất cơ cấu hiện tại anh không quá quan tâm quá nhiều, Vì mà anh quan tâm nhiều hơn đến lạm phát mang tính chất chu kỳ tức là ngắn hạn. ngắn hạn hơn đấy. Thì chu kỳ thì nó đến từ nhiều cái câu chuyện. Anh lấy ví dụ như là khi mà nền so sánh nó thấp, ví dụ bây giờ mình so sánh lạm phát năm nay so năm trước đúng không? Thì kiểu gì nó sẽ cao vì giá năm 20, trừ trường hợp của Việt Nam là không hiểu tổng cục thống kê thứ nhất thống kê kiểu gì đấy anh không rõ đấy, thì giá sắt thép lên là mầm, nhưng mà trong đó anh nhìn vào cơ cấu chỉ số CPI thì công nhận là cái chỉ số sắt thép với lại giá nhà giá nhiên thì nó chiếm tỷ trọng rất là nhỏ. Thì nó lại xảy ra một cái vấn đề là ok do ông trợ cấp giá điện cho nên giá điện nó chưa tăng đấy, nó tính cái chuyện trợ cấp giá điện vào mà nó cho là giảm phát nó giảm đó. Thì đấy là trừ ở Việt Nam, nhưng còn nếu mà so sánh như India thì tất cả các nước lạm phát đều là tự, nếu mà so sánh như thế đều lên đúng không, vì cái nền so sánh nó rất thấp. Nhưng mà có một câu chuyện sâu hơn mà chúng ta cần cần chú ý là liên quan đến giá hàng hóa đúng không. Khi chúng ta nói đến lạm phát thì nó liên quan, nó phụ thuộc vào đến cái nhìn vào CPI liên quan đến cái rổ của CPI của người dùng đấy, nhưng dưới góc độ đầu tư thì anh quan tâm nhiều hơn đến cái cấu phần trong cái rổ đấy, thì anh chú trọng đến giá hàng hóa. Thì giá hàng hóa có thể nó sẽ vượt, nó tác động lên lạm phát vượt kỳ vọng của các ngân hàng trung ương và vượt kỳ vọng của mọi người. Lý do là trong vòng một thập kỷ vừa rồi ấy, khi mà giá hàng hóa nó không tăng được ấy, cho nên là rất nhiều các doanh nghiệp là cắt đầu tư. Rồi. Cắt đầu tư thì khi mà cắt đầu tư cũng thì giảm nó sẽ làm cho nguồn cung giảm à. đúng không, nguồn cung giảm thì bây giờ nguồn nhu cầu nó quay ngược lại ấy. Thì thường đầu tư người ta phải mất vài ba năm đó, thì nó có thể là tác động lên đến đến Có độ trễ có độ chế tác động và nó sẽ tác động lên giá, nó sẽ tăng. Ví dụ em nhìn giá đồng, giá thiếc thì bây giờ phát triển công nghệ xanh đúng không, xe điện rồi là năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời đấy, đều cần dùng rất nhiều những nguyên liệu đó
mà nó đang vào thời kỳ bùng nổ, cho nên nó sẽ tạo nhu cầu nguyên liệu rất là lớn và nó làm giá tăng. Yếu tố thứ hai nữa là nếu mà chúng ta để ý thì sẽ thấy rằng là các nhà sản xuất này là đang có cái xu hướng là giữ giá chứ không phải là tăng sản lượng. Dạ. Để được biên lợi nhuận nhiều hơn, em có nhìn OPEC, em nhìn mấy ông làm quặng, dạ, em nhìn mấy ông vận tải biển là nó đi theo cái xu hướng đó. Đấy, và xu hướng thứ ba đấy là như anh vừa nói lúc trước là do sang chuyển sang làm công nghệ xanh thì giá chi phí sản xuất nó tăng lên và nó đẩy giá đầu ra tăng lên. Đó, và đấy là ba yếu tố chính hội tụ tại cùng cái thời điểm hiện tại, trong giai đoạn hiện tại. Đó, thì có thể nó sẽ làm cho cái giá hàng hóa, và từ giá hàng hóa đấy nó tác động lạm phát cao hơn cái kỳ vọng của mọi người. Và khi so khi các kỳ vọng của mọi người rồi thì các ngân hàng trung ương, nhất là với ông ở Việt Nam, bây giờ lạm phát cứ nói là cũng kiểm soát được dưới 4% cho năm nay, đúng không? Anh đi đọc cái tin gần nhất đây. Nhưng mà nếu kiểm soát được bằng cái cách nhiều thủ thuật, ví dụ như là không cho tăng giá xăng, dùng quỹ bình ổn giá chẳng hạn, thì những đấy nó chỉ là mang tính chất nhất thời thôi. Và trên giấy tờ nó mang nhất thủ thuật, nó smooth out cái tác động của lạm phát. Đó, nhưng mà nếu mà nhìn từ góc độ các ngân hàng trung ương trên thế giới thì khi, ví dụ đặc biệt ở Mỹ, thì khi mà tỷ lệ thất nghiệp của họ mà giảm xuống, giờ đang giảm rất là nhanh, đúng không? Ừ. Trước cái số liệu mới đây nhất đã xuống 5,8 rồi. 5,8 rồi. Và với cái việc mà vaccine, tác động của vaccine, mọi người quay lại trở lại làm việc ấy, thì nó sẽ xuống rất nhanh. Thì lúc đấy có thể rằng là Fed sẽ phải có một cái cách, cái điều chỉnh về cái chương trình hỗ trợ kinh tế của họ. Đó, trong đó có việc là tăng lãi suất dần dần, tức là thắt chặt, ý anh là thắt chặt hơn, đúng không? Cũng anh không nghĩ là thắt chặt đó, anh không nghĩ là thắt, nghĩ từ thắt chặt đến một cái gì đó rất xa, đúng không? Người ta sẽ chỉ cần giảm cái tác động thôi, là giảm hỗ trợ, giảm hỗ trợ, đúng okay. Không, giảm hỗ trợ thì nó sẽ tác động đến tâm lý của thị trường, tác động đến tâm lý của thị trường. Chứ còn để mà tính những chuyện là lãi suất nó tăng giật mạnh lên để nó làm thay đổi và nó tạo ra một cuộc khủng hoảng thì anh nghĩ không. Em thì quan sát từ cái em hiểu cái logic của anh ấy. Em quan sát từ cái hiện tượng Trung Quốc ấy, tức là ví dụ như là giá commodity, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng rất là mạnh này, thì dẫn tới là cái chỉ số giá PPI, tức là giá thành sản xuất ở bên Trung Quốc ấy, nó cũng tăng rất là mạnh. Nhưng mà nếu mà nhìn sang chỉ số CPI, chỉ số giá của người tiêu dùng cuối cùng ấy, thì nó lại chưa tăng, tức là cái mức tăng từ bên dưới đẩy lên ấy, thì là đỡ được cái các cái nhà sản xuất trung gian họ hấp thụ. Họ đang hấp thụ ở chỗ đấy rồi, họ đang chịu đựng ở chỗ đấy rồi, và nó chưa đẩy lên người tiêu dùng cuối cùng. Thì liệu rằng là cái đấy, tức là cái như vậy thì là trên nhìn cái thanh tổng thể thì nó vẫn đang rất là ok ấy. Thì như vậy thì cái lo lắng của anh nó có đáng ngại không? Nó sẽ có độ trễ. Độ trễ. Nó sẽ độ trễ, nó sẽ đến cái mức mà margin, biên lợi nhuận của các nhà sản xuất nó co hẹp lại mà họ không thể chịu được nữa. Vâng. Thì lúc đấy nó phải đẩy sang cho người tiêu dùng. Anh lấy ví dụ như là sắt thép nó tăng như đợt vừa rồi, đúng không? Vâng. Đấy thì nó sẽ độ chế tác động lên giá nhà cửa chẳng hạn, đúng không? Hoặc là giá ô tô chẳng hạn. Trong giai đoạn vừa rồi là dài vừa rồi nhá, giá thép tăng, đúng không? Giá quặng đầu vào tăng, nhưng mà chỉ mới gần đây thôi thì các doanh nghiệp sản xuất thép ô tô ấy họ bắt đầu mới tăng giá. Vâng. Anh nó tăng mạnh. Tăng mạnh giá thì chắc chắn nó sẽ có độ trễ. Ờ, nếu hàng hóa giá hàng hóa nó tiếp tục nó tăng kiểu như này ấy, thì nó sẽ đẩy sang cho người tiêu dùng thôi. Như vậy là cái lo lắng của anh là nó sẽ thể hiện rõ hơn ở quý 3 và quý 4, thì anh là như vậy đúng không? Cái đấy cần phải xem, cần phải chờ đợi. Nhưng anh nghĩ là cái độ trễ có thể quý 3 và quý 4 sẽ xảy ra. Nhưng mà cái đó là cái yếu tố mà anh theo dõi. Rồi. Yếu tố theo dõi. Anh thì thường không có một cái phán đoán trước, thì mình cũng chẳng phải nhà kinh tế học đó, cho nên không có một xây một cái mô hình cho mình phán đoán là ok quý nào nó sẽ xảy ra cái gì như thế nào. Anh thường không theo cái trường phái đấy. À, mà anh theo trường phái là ok, tôi sẽ có một loạt các yếu tố tôi cho rằng là trọng yếu đối với chứng khoán. Rồi. Và tôi theo dõi nó. Ừ. Đấy, tôi theo dõi nó khi nào mà nó xảy ra và đánh giá cái mức độ tác động xảy ra của nó nào thì tôi hành động tương đương. Đó, chứ còn anh rất rất dốt trong cái chuyện là dự đoán sẽ khi nào nó sẽ xảy ra như thế, hoặc là vào lãi suất chẳng hạn quý 3 nó tăng 25 điểm phần trăm, quý 4 nó tăng 50 điểm phần trăm. Cái đấy việc các nhà kinh tế học họ làm hộ mình. Mà thường ấy thì những cái mà mọi người đều đang nói và đang bàn đấy thì nó phản ánh hết được giá chứng khoán này. Anh cũng không quá ngại những yếu tố đó. Anh chỉ ngại những yếu tố đó là khi anh xác định nhận ra được một số nhóm yếu tố, anh đọc báo anh thấy không nhiều người đâu nói đến nó. À, đấy thì lúc đấy anh lưu ý nó sâu hơn. Thế thì
em nghĩ là đi vào hành động cụ thể thì chắc là nó sẽ mình sẽ cùng làm rõ bức tranh hơn đấy. À, nếu mà anh nhận định về cái tạm coi là thế trận như vậy thì và cộng thêm là 15 năm kinh nghiệm đầu tư chuyên nghiệp của anh thì em muốn hỏi là thế thì cái chiến thuật đầu tư và phân bổ tài sản của anh nó sẽ biểu hiện ra như thế nào? Phân bổ tài sản của anh là không thay đổi so với lại cách đây một năm. Cái sự khác biệt lớn nhất so với cách đây một năm về phân bổ tài sản của anh là không còn gửi tiết kiệm ở trong tài khoản nữa. Và cái tỷ lệ cái tỷ trọng của trái phiếu doanh nghiệp trong danh mục nó tăng lên. Đó thế là không chơi vô ngân hàng nữa. Lãi suất cũng quá thấp. Phải tìm các cái kênh đầu tư mà mình cảm thấy cái lợi nhuận so với rủi ro mình cao hơn, mình chấp nhận được. Đó đấy là cái thứ nhất là cái phân bổ tài sản không, nhưng mà với chiến thuật phân bổ danh mục chiến lược đầu tư ấy. Cổ phiếu chiến lược đầu tư thì bây giờ vì cái trên một cái nền định giá hiện tại ấy, thì anh cũng sẽ không dự đoán được là lúc nào thị trường nó sẽ tốt. Đó, nhưng mà sẽ có những cổ phiếu mình biết chắc chắn rằng là nó đã chạy một giai đoạn quá dài. Giá cổ phiếu nó lên một cái định giá nó lên một cái vùng mà mình nghĩ rằng là khó có thể mua thêm được. Anh lấy ví dụ như Techcombank chẳng hạn. Đó, bảo mua mới ở vùng giá này hay không thì anh không. Bảo anh bán nó đi không, anh không. Ok. Đó, thì như lúc trước anh chia sẻ ấy là mình raise cái stop loss của mình lên. Đó là khi nào mà nó xảy ra đến cái stop loss đấy của mình thì mình hành động quyết liệt. Hành động quyết liệt đó thì nó làm chuyện đó. Thế thì đấy là cái chuyện mà nó sẽ có danh mục anh sẽ có hai cái nhóm cổ phiếu kiểu như thế. Hai nhóm, một nhóm cổ phiếu là mình vẫn đang giữ, mình biết là nó đắt nhưng mà thị trường nó vẫn đang cơn điên, nó điên loạn, nó hơi khó nhỉ, nó đang cơn nóng đúng không? 30.000 tỷ giao dịch một ngày, có thể mà tuần sau lên 40.000 tỷ giao nó đó, nó cơn nóng thì tại sao mình phải bán nó? Đó, trong khi cái tỷ trọng trong danh mục của mình, cái số lượng cổ phiếu mình phải bán ấy, so với thanh khoản hàng ngày của thị trường nó cũng quá nhỏ, mình bán một ngày là xong mà. Anh thì hay có một cái thói quen là nhiều khi bán một phiên sàn là hết cái trạng thái của mình. Đó thì với những cổ phiếu đắt là phải thế. Đấy thì nhóm cổ phiếu thứ hai mà mình đang muốn đi thì nếu mà cái cơn điên loạn này thị trường nó vẫn tiếp tục thì kinh nghiệm nó sẽ xảy ra rằng sẽ có những cái nhóm cái PE, PB của em ấy nó lên nhanh thì thị trường ấy là thường nó lên nhanh với nhóm doanh nghiệp mà vốn hóa lớn và lợi nhuận mỏng. Lợi nhuận mỏng, y nó mỏng cái đấy thì nó sẽ đẩy PE lên rất nhanh và từ đó vốn hóa lớn nó kéo PE thị trường lên. Đấy, ở thị trường nhà mình nó có một nhóm đấy, ví dụ nhóm cổ phiếu của Vin chẳng hạn. Đấy là kiểu nó nằm trong nhóm đấy thì thường cái giai đoạn cuối của thị trường thì là cái những cái cổ phiếu đấy là thường nó làm cho cái định giá chung của thị trường nó nằm ở cái vùng quá đà. Nó nằm ở vùng quá đà. Thì nếu mà cổ phiếu ngân hàng nó đã lên được nhiều rồi đúng không? Nó có vấn đề thì và với cái dòng tiền nó cuồn cuộn như hiện tại ấy, đấy thì những cái cổ phiếu nhóm đấy nó sẽ thay thế cái nhóm leader là cái nhóm ngân hàng và phân bổ một phần sang cái nhóm đó để kỳ vọng rằng là hưởng được cái khúc cuối của thị trường. Tức là anh có một nhóm cổ phiếu là tương đối là đắt rồi anh vẫn hold, còn một nhóm khác là có thể là cái dòng tiền nó chưa vào nhiều anh hold nhóm đó nữa để Khi mà dòng tiền ra khỏi cái nhóm mà đang rất nóng rồi ấy, nó sẽ quay sang nhóm nó thôi, vì index nếu nhìn chung thị trường ấy nó chết, trừ trường hợp nó có một biến cố gì đó rất lớn mà không ai đoán được. Đấy thì khi nó xuống nó không giờ nó xuống ngay cả, nó sẽ có những nhóm luân phiên để giữ cho chỉ số nó không quá bị quá đà. Thế thì em sẽ đi vào một số, so sánh một số cái cơ hội đầu tư cụ thể nhé, để xem là anh có bình luận gì thêm. Trong lúc đấy thì quý vị khán giả cứ đặt câu hỏi cho anh, comment đặt câu hỏi cho anh Tường ấy, thì mình sẽ có 15 phút cuối nữa. Tùng sẽ chia sẻ với anh Tường trong khoảng tầm 5 đến 10 phút nữa. Sau đấy thì sẽ chuyển sang phần câu hỏi cho khán giả. Thì khán giả mời quý khán giả cứ đặt câu hỏi cho anh Tường. Đây em sẽ có slide một số cái slide so sánh một số cơ hội đầu tư. Thì đầu tiên mình bắt đầu từ ba cổ phiếu vốn hóa lớn trước. Đúng không ạ? Thì em có cổ phiếu gas này. Ba cổ phiếu này nó vốn hóa tầm 100 gần 200 ngàn tỷ đấy. Có ga này, Vinamilk này và Techcombank. Thì ga thì ga, Vinamilk và Techcombank thì mức tăng giá của ba cổ phiếu này mặc dù vốn hóa nó đều tầm khoảng 107 đến 108, 109 nhưng mà mức tăng giá từ đầu năm nó rất khác nhau. Như anh nói là Techcombank là tăng 74% kể từ đầu năm rồi. Trong khi Vinamilk thì giảm 16%, còn ga thì gần như không đổi.
Em muốn hỏi là nếu mà được lựa chọn thì anh sẽ lựa chọn thằng nào trong ba doanh nghiệp, ba cổ phiếu này? Ở đây nên tách time frame nhé. Em đang nói là trong ngắn hạn thời điểm hiện tại đúng không? Hay em nói là trong 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 dài hạn? Anh có thể nói ngắn trước sau đấy. Nếu mà ngắn hạn thì À, ngắn hạn thì anh là mình là câu chuyện là dưới 1 năm được chưa, để thế là khán giả dễ hình dung được dưới không ạ? một năm rồi, dưới một ok năm ok rồi là nếu mà ngắn hạn dưới một năm anh chọn gas. ok vì sao? Lý do như anh nói là thứ nhất là về mặt chu kỳ giá hàng hóa anh vẫn tự tin Ok rằng giá hàng hóa nó sẽ tăng, giá vâng. dầu có yếu tố nọ yếu tố kia đấy, nhưng mà anh nghĩ rằng nó sẽ ổn. Thì trong ngắn hạn thì nó gas nó thể hiện được cả hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là dòng tiền trong anh này chưa có nhiều đó, nó lại là một là cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường đó, nó có thể hỗ trợ cho cú tăng cuối cùng của VN Index đó. Được hỗ trợ về nền tảng cơ bản, giá dầu tăng, lợi nhuận tăng đó, và em thấy thời tiết nóng được như thế này thì các doanh nghiệp điện khí lại huy động, vì thực ra lợi nhuận của gas năm ngoái nó xuống ấy và đầu năm nay nó cũng xuống ấy là do điện khí dùng không nhiều đấy, nóng được như thế này điện khí dùng nhiều hơn, gas bán được nhiều hàng hơn đấy, và spread nó sẽ lớn hơn đó, trên trên cái nền tảng là giá bán ra tăng hơn đó, thì nó cả yếu tố kỹ thuật và yếu tố cơ bản nó đều ủng hộ cho cái chuyện là giữ trong ngắn hạn nó sẽ tạo ra lợi nhuận đó. Nhưng về dài hạn thì anh không không tự tin về gas, vì nó lại cũng là một cái doanh nghiệp utility thôi, mọi người rất kỳ vọng ở LNG, ABTC các thứ, nhưng mà về bản chất nó vẫn là cái ngành hàng capital intensive, nghĩa là ngành hàng có cái thâm dụng vốn đầu tư rất lớn. Thế cái vấn đề không phải là lợi nhuận tăng bao nhiêu, mà vấn đề là tỷ suất sinh lợi trên vốn mà công ty sẽ đầu tư là bao nhiêu với những dự án LNG đấy. Thì hiện giờ đối với anh nó là một cái khoảng trống, anh chưa có nhiều thông tin để anh đánh giá. Anh lấy ví dụ như là nếu mà gas đang đầu tư cho dự án LNG mà tạo ra được tỷ suất lợi nhuận trên vốn là 20% chẳng hạn, thì lúc đấy nó lại hấp dẫn đấy, như lại lẹt phẹt 10% chẳng hạn thì bằng lãi gửi tiết kiệm thì anh lại cũng không không thật là lắm đó. Mà dài hạn hơn thì anh lại vẫn thích Techcombank, Dài hạn là một hơn là tích công anh. Techcombank, nhưng mà lại bỏ rồi. Cho ngắn hạn với vùng giá hiện tại bỏ mua mới hay không cho anh không mua, Vì là nó vì sao? vì định giá của nó, Vì định giá nó hơi bị định giá anh nghĩ quá định giá Techcombank định giá quá đà, định giá quá đà. Tất nhiên là có rất nhiều lý do để cho nó có đến lên mức quá đà hiện tại và có thể nó tăng một khúc nữa, nhưng đối với anh thì cái là rủi ro và lợi nhuận nó không cần tương xứng nữa. Hay quá, cảm ơn anh. Thế thì mình chuyển sang, tức là ngắn hạn thì em chọn ga, dài hạn thì chọn Techcom. Còn với các cổ phiếu vốn hóa trung bình đi anh, em có 3 cơ hội đây. Một là Masan Midline, công ty mà sản xuất thịt đấy anh, không phải công ty mẹ nhá. Thứ hai là RE, và thứ ba là Vinco Stone. Cả ba thằng này vốn hóa cũng đều tầm khoảng xung quanh tầm 18.000 tỷ. Thì cả ngắn là dài hạn thì anh sẽ chọn thế nào? Dài hạn anh sẽ chọn Vicostone. Dài hạn chọn Vicostone. Thì đây là một doanh nghiệp thực sự có lợi thế cạnh tranh về Ừ. mặt quản lý, về mặt công nghệ, thị trường, về mặt addressable market, thị trường của họ khá là lớn. Theo cái chu kỳ phục hồi về kinh tế của các nước xuất khẩu của họ Vâng. đó. Ngắn hạn thì anh chọn Masan Asan Midlife. Midline. Vì sao anh? Lý do thì cá nhân anh thì thường anh không thích những cái công ty mà được dẫn dắt bởi các chuyên gia về investment banking, về ngân hàng đầu tư. Thì với những công ty mà bị dẫn dắt bởi anh em trước đây làm chứng khoán hay làm ngân hàng đầu tư ra làm lãnh đạo doanh nghiệp thì thường chẳng còn gì ở trên bàn cho anh em chúng ta cả. Họ biết rất rõ nhà đầu tư nghĩ gì, họ biết rất rõ là cần phải chuẩn bị số liệu ra sao, và họ biết rất rõ, nói rất rõ những câu chuyện mà nhà đầu tư đang muốn nghe. Và thường như đối với anh thì những cái thứ đó nó không còn lại nhiều ở trên bàn về mặt lợi nhuận nữa, cái giá họ bán luôn là giá tối ưu cho họ đấy. Nhưng mà với Masan Midline thì gần đây anh có nghe đọc một vài bài báo thì thấy lãnh đạo của họ cũng đang vò đầu vứt tai với chuyện định giá của họ, hoặc là công ty họ tốt thế sao định giá quá thấp đó. Thì anh nghĩ rằng trong ngắn hạn nó sẽ có một cái gì đó làm cho giá cổ phiếu nó chuyển động. Anh có thể làm rõ cái yếu tố là cái định giá thấp của họ là như nào không? Em muốn biết sâu hơn một chút. Người ta đang nói đến một cái câu chuyện là làm một thị trường thực phẩm đúng không, mấy tỷ đô Rồi. đấy, tương lai của họ rất rộng lớn Rồi. đúng không, rất dài Rồi. đúng không, cho nên là cái định giá của họ phải gấp vài lần như thế này chứ không Ok. thể bằng này được.
Ok. Đấy là đấy câu chuyện của các investment banker họ hay nhìn. Tất nhiên về mặt lâu dài thì có thể nó đến nó sẽ đến cái giai đoạn đó. Nhưng mà nhìn một cái tương lai xong rồi đưa cái tương lai đấy về hiện tại mà nghĩ rằng nó sẽ chắc chắn xảy ra để đưa vào đánh giá thì anh không theo cái trường thái đấy. Nó có rất nhiều các cái ẩn số trên con đường họ đạt được cái mục tiêu đấy. Nhưng mà ngắn hạn thì anh vẫn chọn. Ngắn hạn yes, anh không chọn vì yếu tố cơ bản, vì câu chuyện anh vừa nói với em nhé. Rồi. Vì câu chuyện này anh chọn vì yếu tố rằng là ban lãnh đạo họ đang vò đầu lướt tai vì giá cổ phiếu họ quá thấp. À, ok em hiểu. Rồi cảm ơn anh. Như vậy là dài hạn thì chọn Vincostone vì có lợi thế cạnh tranh, ngắn hạn thì chọn Masan Midline vì mình lợi quá. Ok, chuyển sang có ba cổ phiếu vốn hóa nhỏ thì chúng ta sẽ nói nốt phần này trước khi mà chuyển sang phần câu hỏi với khán giả. Thì ba cổ phiếu vốn hóa nhỏ thì em có FPT Retail này, có May Sông Hồng này và Nam Việt. Đấy. Thì mức tăng giá của ba thằng này từ đầu năm cũng rất khác nhau. Anh thấy là May Sông Hồng là tăng khoảng 50%, FPT Retail thì là giảm 20% từ đầu năm đến giờ, và Nam Việt thì gần như không. À cái này em làm từ slide em làm hôm qua nhá. Còn tại vì là hôm sợ giá nó tăng rồi đúng không? Sáng hôm qua thì Nam Việt có một phiên tăng chặt thì em chưa kịp viết vào đây. Nếu mà nhìn về bản chất của ba công ty này về vốn hóa thì tương đồng nhau đúng không? Về bản chất thì đều ba công ty đang có cái sự hồi phục mang tính chất chu kỳ. Vâng. Đúng nhỉ? Nếu mà nhìn về lợi nhuận của doanh nghiệp FPT Retail thì năm ngoái cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện Covid không bán được hàng. Tất đúng nhiên là yếu tố chính. Anh nhận xét của anh chuẩn. Và Sông Hồng thì cũng năm ngoái thì cũng bị dệt may không ấy được. Năm nay bắt đầu Sông Hồng còn cái nữa là họ bị có một khách hàng trích dự phòng, đúng không? Khách hàng không trả được tiền, ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ. Vâng, nhưng mà về dệt may thì năm nay cũng đang phục hồi theo tính chất chu kỳ. Vâng. Và Navico Nam Việt đúng không nhỉ? Đúng rồi, đúng Nam Việt đấy. Thì cũng thế, tức là cả ba doanh nghiệp đều đều mang cái cha đấy. Ba doanh nghiệp đang phục hồi tính chất chu kỳ. Vâng. Đó. Về mặt định giá mà nói thì 10 thường thì anh không nhìn định giá PE riêng như thế này, và anh muốn xem cái số PE của họ nó bị tác động bởi cái gì. Vâng. Anh lấy ví dụ như Sông Hồng PE của họ 10.5 đúng không, và anh nhớ không nhầm là PE forward của họ cũng tương tương tầm 10.5 này. Không quá cao dựa vào cái chuyện là họ sẽ có hoàn nhập một số dự phòng rồi trích dự phòng. Nói chung là cái PE của Sông Hồng là năm ngoái nó bị ảnh hưởng một chuyện nó trích dự phòng cho cái khách hàng. Anh nhìn sâu hơn vào cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp, biên lợi nhuận lõi của doanh nghiệp là xem là biên lợi nhuận có thể cải thiện được hay không. Thì nếu mà nhìn kỹ thì em sẽ thấy rằng là biên lợi nhuận lõi của Nam Việt sẽ được cải thiện, đang vùng đáy. Đang ở vùng thấp, đang ở vùng đáy của vùng đáy, vùng thấp chứ không phải đáy, không phải thấp nữa. Đó. Còn biên lợi nhuận của Sông Hồng, biên lợi nhuận lõi thì nó đang nằm ở mức trung bình. Trung bình. Đấy. Cho nên là cộng thêm một yếu tố nữa về quản trị doanh nghiệp thì anh thấy Sông Hồng có vẻ không tôn trọng nhà đầu tư lắm. Nhìn vào những cái này, thứ họ giải trình về tăng giảm lợi nhuận gửi ủy ban chứng khoán. Rồi. Đó thì và làm công ty mà theo thông tin anh em thị trường cho biết thì lãnh đạo cũng thích cổ phiếu. Rồi. Đấy. Cho nên giữa ba công ty này cho ngắn hạn để hưởng vào cái chuyện hồi phục có tính chu kỳ thì anh chọn Nam Việt. Còn dài hạn ạ? Dài hạn thì anh thích cái franchise của FPT Retail. Là khi anh nói chuyện chọn dài hạn không có nghĩa rằng mua ngày hôm nay để giữ cho 3 năm nhé. Đó, và mình đưa nó vào danh mục dài hạn, mình chờ các yếu tố mà nó thực sự nó xảy ra theo đúng kỳ vọng của mình. Anh lấy ví dụ như FPT Retail chẳng hạn. Vâng. Đúng không? Khi nào họ xử lý được cái vấn đề cốt lõi của họ là làm cho lợi nhuận của họ thực sự hồi phục. Rồi chuỗi nhà thuốc Long Châu của họ đúng không? Thì có tín hiệu có thể là mang lại lợi nhuận và đóng góp đáng kể vào trong tổng lợi nhuận của doanh nghiệp. Thì phân tích khi thấy có tín hiệu đó thì nó là một cái franchise khá là tốt. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Anh chọn Nam Việt vì câu chuyện phục hồi. Sau từ đáy, biên lợi nhuận phục hồi từ đáy. Biên lợi nhuận phục hồi. Em nghĩ thực ra Nam Việt còn một câu chuyện nữa là cái công suất của họ cũng mở rộng, trong quá trình mở rộng và họ xuất sang Mỹ thì cái doanh thu của họ bên cạnh là top doanh thu tăng nhé. Còn cái chuyện biên lợi nhuận của anh cải thiện nữa thì thực ra nó sẽ còn 3-4 thứ. Chuyện thứ nhất là chuyện mở rộng. Nhưng tất nhiên chuyện mở rộng thì nó phải phụ thuộc phải cẩn thận. Nó liên quan đến chuyện làm cá làm tôm cũng đơn giản, trong cái chuyện đó cứ mở rộng công suất mà là tốt. Đó thì cái đấy cần phải đi sâu hơn, cái đấy mình không có thời gian để nhận kỹ ở đây. Okay. Câu chuyện đó thì thực ra với Nam Việt có 3 câu chuyện thôi: mở rộng, tăng trưởng về doanh thu, ngay với cái công suất hiện tại của họ,
thì cũng đã tăng trưởng doanh thu được rồi, ừ. chứ không phải là cần phải mở rộng công suất, ừ. biết lợi nhuận sẽ hồi phục, yeah. cộng thêm cái chuyện là điện mặt trời trước cái thứ họ làm áp mái nó đóng góp thêm, nhưng phần đấy nghĩ không quá nhiều, nhưng mà nó làm một cái câu chuyện cho thị trường để kéo cầu, nhu cầu đối với cổ phiếu. Cảm ơn anh. Thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần câu hỏi khán giả anh uống. Hôm nay có rất là nhiều nhà đầu tư tham dự chương trình. Rồi, câu hỏi đầu tiên của anh. Anh cứ đọc một số câu hỏi anh biết lấy trước, sau em gửi tin nhắn qua tin thì anh sẽ câu hỏi tiếp nhé. Là câu hỏi đầu tiên của nhà đầu tư là tí nhon. Là sau nhóm ngân hàng, nhóm ngành nào sẽ nhận được sự quan tâm của dòng tiền thưa anh? Ồ khó. Cái đấy thủ trưởng anh thường không đoán những thứ đó. Đấy, nhưng mà nhóm à, nếu mà nhìn về mặt chiều dài hơn thì anh thấy có cái nhóm cổ phiếu liên quan đến logistics ấy. Vâng. Cổ phiếu đấy anh nghĩ là định giá nó thuộc loại ngon bổ rẻ, chỉ có khi nào dòng tiền vào thôi thì anh không biết. Vâng. Cái đấy nó phụ thuộc vào thị trường, mình không ngồi đoán, mình không phải đổi lái. À. Chứ không biết được, nhưng mà nhóm đấy khi có chuyển động thì anh nghĩ là anh có thể make a big move. Cảm ơn anh. Chuyển sang câu hỏi thứ hai là bạn Tùng Bùi muốn hỏi là mình muốn hỏi về phương pháp phân bổ tài sản đầu tư cụ thể, ví dụ như là tỷ lệ tài sản vốn trên tài sản sinh lời cố định, thì trong mỗi loại tài sản đó cách đa dạng hóa giữa các công cụ đầu tư ra sao, ví dụ như là tài sản thì có cổ phiếu này, dài hạn này, ngắn hạn này, ETF, quỹ mở quỹ, tức là bạn ấy đang có vẻ muốn hỏi về các cái kênh tài sản và tỷ lệ phân bổ như thế nào cho nó phù hợp. Em hiểu câu hỏi này. Cái này hơi khó để mà trả lời trong cái sự kiện kiểu này ấy, vì nó phụ thuộc vào cái mục tiêu đầu tư của từng người và cái khi nó nói cái biển tài sản nó có điều kiện của cá nhân, mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro, nhu cầu về tài chính của mọi người ấy, thì mới nói rõ được. Ví dụ như cá nhân anh chẳng hạn thì anh vẫn 20% bond, 20% bond, 80% còn lại thì là cổ phiếu. 20% là trái phiếu và 80% là cổ phiếu. Cổ phiếu. Thì cái 20% bond đấy của anh ấy không phải là vấn đề là để sinh lợi, mà để nó đáp ứng cái dòng tiền coupon, dòng tiền lãi từ bond ấy. Vâng. Nó đáp ứng cho những gọi cái fix, cái commitment, tức là những cái nhu cầu tài chính cố định của anh. Vâng. Ví dụ như chi tiêu hàng tháng, đi du lịch hàng năm. Vâng. Rồi tiền đóng phí bảo hiểm. Ừ. Đấy, thì những cái thứ đấy là nhóm bond nó tự nó chịu trách nhiệm. Đấy. Còn nhóm cổ phiếu thì chịu trách nhiệm cho mình nhân cái giá trị tài sản lên, tức là nói cho cùng thì nếu đến lúc mà mình có vấn đề gì đấy với cổ phiếu thì mình cũng không bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Em thấy cách phân bổ của anh là rất giống cái khái niệm về tháp tài sản và con đường đi gâu của Benarek ấy. Nếu không có thời gian thì hôm buổi sau chúng ta sẽ trình bày thêm phần đó. Ok, em chuyển sang câu hỏi tiếp của nhà đầu tư Tiểu Phàm này. Là tuần qua dòng dầu khí tăng rất là nóng, cùng với đó là giá dầu thế giới áp sát mốc 70 đô. Thì anh có thể một số dự đoán thì cho rằng giá dầu có thể tăng lên 100 đô, thì như vậy thì tác động thế nào tới nền kinh tế? Bạn ấy đang lo lắng về giá dầu. Anh không nghĩ rằng tác động của dầu đối với nền kinh tế hiện tại nó quá là sốc như giai đoạn trước nữa, vì cái tỷ trọng dầu trong nền GDP của các nền kinh tế nói chung ấy, chứ không chỉ riêng kinh tế Việt Nam quá nhỏ. Đấy, thì là nó sẽ tác động mạnh dưới góc độ lạm phát, một góc độ nào đó thôi, đến cái chỉ số lạm phát, và từ lạm phát nó ảnh hưởng đến cái quan điểm về điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương thôi. Còn nếu tác động đến kinh tế, ví dụ giá dầu tăng lên 100 nó ảnh hưởng đến nào, đến lợi nhuận của các doanh nghiệp vận tải, rồi bà con nông dân phải tăng giá thực phẩm OECD không ấy, thì anh nghĩ giờ tác động nó không còn như 10 năm trước đây nữa. Và anh không quá quan ngại về chuyện giá dầu. Em cảm ơn anh. Em xin chuyển sang một câu hỏi mà em nghĩ là rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm ấy. Câu hỏi liên quan đến cổ phiếu Hòa Phát. Là cổ phiếu Hòa Phát thì tăng rất mạnh từ đầu năm, thì mình có nên đầu tư cổ phiếu Hòa Phát trong nửa đầu năm, trong nửa cuối năm 2021 nữa hay không? Câu hỏi hay. Anh nghĩ là mua mới, anh không mua. Anh không mua mới? Anh không mua mới. Vâng. Mà nắm giữ thì nếu anh... nắm giữ thì ok, cứ nắm giữ chờ nó đã, xong là vì bây giờ nếu như nhìn về mặt ai có hai câu chuyện đúng không, câu chuyện thứ nhất về mặt định giá của Hòa Phát ấy, thì lợi nhuận năm nay của họ cũng sẽ rất ổn ở trong
cái vùng mà mọi người đang kỳ vọng, quý một được 7.000 tỷ đúng không, quý hai, quý ba, quý bốn có thể nó sẽ cao hơn một chút, tùy thuộc vào cái giá đầu ra của họ như thế nào. Nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn là, đối với anh nó vẫn là một cổ phiếu mang tính chất chu kỳ, và nó sẽ tác động rất lớn bởi hai yếu tố, thứ nhất là biên lợi nhuận và giá. Cái dở của những cổ phiếu thép ấy, nó nằm ở góc độ là khi mà giá đầu vào nó giảm ấy, thì giá đầu ra nó cũng giảm và biên lợi nhuận nó cũng giảm. Thế nó sẽ bị tác động bởi hai yếu tố dựa trên dự phóng của mọi người nhé, nhưng mà dựa trên số lượng quá khứ. Anh lấy ví dụ như mọi người giờ đang dự phóng là giá bán thép là 14.000 đi, đúng không? Nhưng mà nếu giá thép nó không xuống 14.000 nữa mà nó xuống 12.000 do giá đầu vào nó giảm, thì doanh thu nó tụt, doanh thu giảm cộng với biên tụt, cho nên tác động của hai thứ đấy lên lợi nhuận nó sẽ rất lớn. Rồi. Và cái tác động đấy là lên lợi nhuận kỳ vọng nhé, chứ anh không nghĩ, không nói rằng là lên cái là doanh nghiệp bị lợi nhuận giảm hay là như thế, tác động so với kỳ vọng của nhà đầu tư đấy. Và khi tác động so với nhà đầu kỳ vọng nhà đầu tư đấy thì nó ảnh hưởng rất lớn, khi mà giá cổ phiếu nó tăng rất nhiều rồi nó trở thành cổ phiếu quốc dân rồi đó, thì vào mua mới hay không ở vùng giá này anh hơi ngại. Rồi, cảm ơn anh. Có mấy câu hỏi thì nó hơi có nhiều câu hỏi quá, anh chờ em một chút, em sót trong nhóm câu hỏi của bạn là Phạm Minh Đức, là trong nhóm cổ phiếu bất động sản thì anh Tường có bình luận gì và có chọn cổ phiếu nào cho năm nay và năm sau hay không? Hình như anh biết Đức này đúng không nhỉ? Chào Đức, nếu mà đúng là em đang làm em đã từng là intern của anh, toàn hỏi câu khó. Nhóm cổ phiếu bất động sản, nếu mà phải đầu tư cổ phiếu bất động sản, anh thì anh không thích lắm cổ phiếu bất động sản đâu. Nếu mà phải đầu tư cổ phiếu bất động sản thì anh vẫn chọn Nam Long. Anh vẫn chọn Nam Long, họ có một cái chiến lược kinh doanh, có một cái chiến lược khá là căn cơ. Một thứ khá là căn cơ, còn những cái cổ phiếu khác nó có yếu tố nọ yếu tố kia, mà nó phải sự khi mà nhìn đầu tư cổ phiếu nó kết hợp giữa chuyện cơ bản của doanh nghiệp và cái tính cá tính của cái cổ phiếu đấy. Đúng không anh? Lấy ví dụ có những rất nhiều những cổ phiếu mà cổ đông lớn ấy mang đi cầm cố ấy. Đó, xong rồi là căng sức ra để giữ giá cho giá nó không xuống ấy, thì những cổ phiếu đấy rất rủi ro khi mà thị trường nó đảo chiều. Khi mà thị trường đảo chiều thì anh Tân giải chấp. Giải chấp, chính xác luôn, và nó sẽ rất nhiều thứ. Bản thân cá nhân anh thì anh không quá positive, không quá lạc quan về thị trường bất động sản. Anh nghĩ thị trường bất động sản nó lại là một cái biến số rất lớn đối với thị trường chứng khoán. Đấy là cái bây giờ rất mọi người đều rất là lạc quan. Đấy, nhưng mà nó là biến số, bất kỳ một yếu tố nào đó nó xảy ra liên quan đến thanh khoản của thị trường bất động sản. Thì lúc đấy nó sẽ có hệ lụy rất lớn đối với chứng khoán. Đó. Thế yếu tố nào nó xảy ra thì anh bản thân anh chưa định nghĩa được, mà bây giờ anh cũng đang cố gắng là định nghĩa xem là nó có thể xảy ra ở góc nào để anh theo dõi. Với thanh khoản bất động sản. Đó, cho nên anh không quá, như vậy là hiện tại anh không lạc quan vào bất động sản. Danh mục anh không có, không có hiểu bất động sản. Có bất động sản là thế, anh nghĩ lại xem trong danh mục hiện tại có bất động sản nào không, không có. Cảm ơn anh. Chuyển sang câu hỏi tiếp theo là của bạn, nhiều câu hỏi quay ạ. Câu hỏi của bạn là Lê Viên, là theo chu kỳ thì nhóm Blue Chip là đi trước, sau đấy là đến Midcap và Penny. Thì đợt rồi là Blue Chip và Midcap đã chạy, thì sắp tới, bạn ấy hỏi tháng 6, nhưng nghĩ là hỏi chuyển sang câu hỏi là sắp tới thì nó sẽ dễ hơn, là thì nhóm Penny có chạy theo xu thế này hay không? Lại một câu hỏi khó, anh không đoán được. Anh không đoán được, anh thấy nó bắt đầu chạy rồi đấy. Anh cho bắt đầu chạy, không phải có xu thế không, không tiện kể tên ở đây vì đang có trong danh mục của anh mới vừa mua hôm qua xong. Anh thực ra anh hơi nhìn với anh thì anh hơi khó để đoán trước là nó sẽ chạy hay không chạy. Mà với anh thường có một cái danh mục có cổ phiếu mà anh thấy rằng là dạng ngon buộc rẻ đấy, ví dụ doanh nghiệp về mặt cơ bản là rất tốt, đang có triển vọng về tăng trưởng lợi nhuận, đặc biệt là doanh nghiệp đang turnaround, đang bắt đầu phục hồi về mặt phục hồi lợi nhuận đó. Các yếu tố về mặt ngành, về mặt thị trường, về mặt kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp ủng hộ đó, và định giá nằm ở vùng rất hấp dẫn đấy, ít nhất là từ fair, tức là từ định giá hợp lý trở xuống vùng hấp dẫn là anh nằm trong danh sách theo dõi. Còn khi nào bọn anh hay nói vui với lại mọi người, khi nào bộ đội về làng thì lúc đấy anh tham gia cùng. Thì anh thuộc cái trường phái đó, chứ không phải trường phái là ngồi đoán xem là nó sẽ chạy dòng nọ chạy dòng kia, ABCD, cái việc đấy việc của thị trường. Cảm ơn anh.
Nhưng mà khi mình đã nắm rõ về cổ phiếu rồi ấy, thì lúc mình hành động dứt khoát được, thay vì cái câu chuyện là lúc đấy mình không biết mình mua vì cái gì. Và có một câu hỏi về nhóm chứng khoán của bạn là của anh là Trà Quang Vũ, anh nói anh có hỏi là anh đánh giá về nhóm ngành chứng khoán như thế nào và định giá hiện tại còn hấp dẫn hay không? Anh nghĩ là không hấp dẫn. Không hấp Định giá thứ nhất là không hấp dẫn là chắc chắn. dẫn. Chứng khoán nó có cái hai, lần vừa rồi giá chứng khoán lên nhiều ấy, thì thực ra vì hai yếu tố, có thể anh miss nhé, nhưng mà hai yếu tố chính anh nhìn. Yếu tố thứ nhất đây là mọi người đều kỳ vọng là ok, thanh khoản thị trường nó tăng như này thì các công ty chứng khoán sẽ được hưởng lợi từ cho vay margin này, rồi từ phí giao dịch này. Đấy, nhưng phí giao dịch của công ty chứng khoán anh nghĩ hiện giờ là cực thấp. Anh nghĩ không công ty chứng khoán nào sống bằng phí giao dịch cả, mà đa phần là sống bằng cho vay margin. Đấy là câu chuyện thứ nhất mà mọi người đang kỳ vọng. Câu chuyện thứ hai mọi người đang kỳ vọng vào là câu chuyện tăng vốn công ty chứng khoán. Thì anh thấy hai kỳ vọng về cho vay margin và về về tăng tăng vốn đấy ở trên cái nền tảng hiện tại ấy, anh thấy đấy thấy không logic về mặt cơ bản. Không logic về mặt cơ bản. Lý do thứ nhất là công ty chứng khoán bây giờ đang căng margin hết rồi mà, đúng Vâng. không? Trong chứng tỏ rằng là chúng ta đang mua trong cái nguồn margin của công ty chứng khoán đều căng, chúng ta đang mua cổ phiếu công ty chứng khoán ở một nền định giá cao trên cái công suất hoạt động đã hết công suất rồi, 100% công suất rồi. Đấy là câu chuyện thứ nhất nhé. Câu chuyện thứ hai là mọi người kỳ vọng rằng là công ty chứng khoán tăng vốn sẽ có nguồn vốn để cho vay margin, đúng không? Nhưng nó lại câu chuyện là xảy ra là thế thì tăng vốn với giá nào mới là quan trọng, đúng không? Anh lấy ví dụ như định giá công ty chứng khoán bây giờ là tầm 14, 15 lần PE, đúng không? Tức là earning yield nó khoảng tầm 6%, đúng không? Thế thì em đưa vốn vay cho công ty chứng khoán với 6% để công ty cho vay ra với khoảng 10%. Cái bài toán này đối với anh không logic. Nếu em đưa giá vốn giá 10 cơ để công ty cho vay 10%, tức là em Khá có spread suy nghĩ khá mà thì mới ổn. Chứ còn nếu với cái định giá hiện tại, đúng không? Thì mà em để đẩy vào mua thì hai thứ này đều không logic. Thì đều kỳ vọng rằng là ok, thị trường cứ thổi 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 có margin tăng thì earning lợi nhuận tăng, nhưng mà giá trị kinh tế nó không tạo ra cho cái người nộp tiền mới vào đó. Cho nên nó vẫn chỉ là một cái cổ phiếu chạy theo dòng tiền chứ không phải là một cổ phiếu đầu tư kết hợp giữa định giá cơ bản và dòng tiền. Anh thích một cổ phiếu nào nó có quay hoặc cả hai yếu tố đó thì nó sẽ bền vững hơn. Nhưng mà như thế so sánh thấy có hơi không, em có thấy có một điểm nó hơi khác một chút là cái mình cho vay là nợ đúng không ạ, nhưng mà cái mình đưa vào nó là equity, tức là cổ phần ấy, thì mình em thấy sợ so sánh như thế thì có thể nó chưa chưa em hiểu cái ý của anh, nhưng mà sợ so sánh thì có thể là nó hơi khác, một cái là cổ phần, một cái là trái phiếu Không, ấy. anh nhìn dưới góc độ return on capital đối với nhà đầu tư. Anh cần phải bỏ tiền vào, đúng không? Công chuyện công ty cho vay tức là công ty tạo ra lợi nhuận cho anh, đúng không? Với một cái lãi suất bây giờ nó bình quân bao nhiêu? 10% à? Đúng không? 10% thì nó chỉ hơn, ví dụ anh đưa cho công ty chứng khoán 1.000 tỷ, đúng không? Công ty cho vay 10% thì sao không nhỉ? Tầm Chắc 10-12%. 12%, đúng không? Thì cái, nhưng mà cái tiền cost anh đưa vào ấy, là với giá nào, Cost đưa vào với giá nào? đúng không? Thì nếu anh đưa cost với giá vào hiện tại ấy, thì anh được hưởng cái earning yield có 6% à? Đấy là trong trong hiện tại Cái với PE như hiện mình tại, đúng không? Mà bây giờ giá còn tăng lên nữa, đến cái ngày mà công ty chứng khoán chốt quyền ấy, để mà có thể giá tăng lên nữa, mà tất nhiên nó phụ thuộc vào cái chuyện là công ty phát hành với giá nào nữa, cái tỷ lệ dilution là bao nhiêu nữa, đúng không? Nhưng mà mặt logic kinh tế nhìn bài toán tổng quan ấy, anh thấy nó không hợp lý, không logic. Ok, cảm ơn anh. Nhiều câu hỏi quá. Có một số cái câu hỏi về cổ phiếu riêng lẻ, không biết là anh có một vài ví dụ như là đánh có một bạn là Trường Nguyễn, bạn hỏi về cổ phiếu cụ thể luôn, về cổ phiếu TMS, biết nếu mà anh có comment thì anh comment, và nếu mà TMS là cổ phiếu anh thích, là cổ phiếu anh thích, mà cổ phiếu anh nghĩ là dạng ngon bổ rẻ đấy. Cảm ơn anh.
À, có một bạn này hỏi về dòng tiền, bạn ấy bạn anh Nguyễn Minh Chí ấy hỏi là có những cái yếu tố internal, tức là yếu tố nội tại, và những yếu tố bên ngoài nào mà ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán khiến cho dòng tiền vào đang nóng như thế này có thể bị rút ra. Bạn ấy có câu hỏi về dòng tiền. Câu hỏi hay. Thực ra với cái sự phân bổ tài sản của nhóm nước ngoài nhé, thì bây giờ nước ngoài chiếm tỷ trọng quá nhỏ rồi, mình cũng không quan tâm quá nhiều người ta nữa, nhưng mà đặc biệt là mình thấy đang tiền đang rút ra rất là nhiều, đúng không? Thế thì khi nào mà tiền quay lại anh chưa nhìn thấy trong một cái nền bức tranh chung như này, cái yếu tố để cho dòng tiền quay lại. Vậy là bạn đã có dòng tiền nước ngoài thì anh đang nói là dòng tiền có quỹ nước ngoài, quỹ dòng tiền có quỹ nước ngoài thì từ đầu năm giờ rút ra rất nhiều, đúng không? Từ năm giờ và nửa từ nửa năm cuối ra trong vòng 12 tháng vừa rồi đã rút ra rất là lớn đó. Thì câu chuyện ấy, nhưng mà câu chuyện của Việt Nam nhé, câu chuyện dòng tiền Việt Nam này đảo chiều ấy, thì lại là quay lại câu chuyện của thị trường Trung Quốc năm 2014-2015 ấy. Rồi. Thì năm 2015 ấy, thì Trung Quốc nó cũng tương tự, Việt Nam hiện tại tương tự thời điểm ngày đó của thị trường Trung Quốc là cái tỷ lệ margin nó tăng rất là nhanh. Tỷ lệ tiền vay margin ấy để đầu tư vào chứng khoán nó tăng rất là nhanh. Đó, thực ra hôm qua có đọc là có số thống kê chính thức nó khoảng 112.000 tỷ đúng không? Quanh quanh cái số đấy là bác nào trên địa bàn chứng khoán vừa mới công bố là số gần nhất 112 tỷ, nhưng số thật anh nghĩ chắc chắn là cao hơn số đó rất nhiều, cao hơn rất nhiều chứ không thể nào, vì cái phần thống kê của ủy ban chứng khoán chỉ thống kê được cái phần các công ty chứng khoán cho vay ra thôi, trên số thật thôi, chứ còn là nhà mình mà cho vay qua các cái kênh không chính thức nữa nó rất nhiều, số đấy anh tin rằng nó có khi nó to hơn cả cái số cho vay chính thức công ty chứng khoán rất nhiều, thì nó sẽ tăng đến cái mức như thị trường chứng khoán năm 2010 giữa năm 2015 Trung Quốc ấy, là đến lúc mà các cơ quan quản lý họ sợ là nó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế, ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế nói chung, và họ siết. Thì năm 2014-2015 Trung Quốc cũng thế, là cho vay trên cho các sản phẩm cho vay chứng khoán nó thành một cái thành một cái bong bóng rất lớn, nó làm cho chứng khoán Trung Quốc nó tăng 150% trong vòng khoảng 12 tháng. Vâng. Đã đẩy thị trường lên, và định giá Trung Quốc nó từ định giá từ 10 lần tăng đến 20 lần. PE. Đấy là lên 20 lần. Thì lúc đấy chính phủ Trung Quốc bắt đầu ra tay họ siết. Vâng. Thì khi họ ra tay họ siết thì chứng khoán sập. Nó sập khoảng 30, nhớ không nhầm, sập khoảng 30-35% đấy trong vòng 3 tuần. Vâng. Trong vòng 3 tuần. Thì ở Việt Nam cũng tương tự như thế thôi. Nếu mà tức là anh ngại rủi ro là đến từ cao công chính xác bất kỳ một yếu tố gì mà nó xảy ra trong liên quan đến cái chuyện mà đảo ngược cái dòng cho vay margin, dòng tiền chạy vay margin đấy, thì nó sẽ là một cái cú hệ lụy rất là lớn. Đặc biệt nha, là nếu mà phân tích kỹ hơn cái chuyện cho vay margin ở các công ty chứng khoán Việt Nam ấy, thì cái cho vay margin theo deal ấy, theo từng cái thương vụ ấy, nó chiếm tỷ trọng khá lớn, và cái thường cho vay margin theo thương vụ đấy tính thanh khoản rất thấp. Đó, cho nên em sẽ nhìn thấy có những công ty chứng khoán mà dư nợ cho vay margin rất lớn, nhưng mà thị phần của họ không lớn. Đó, nó sẽ có những nhóm công ty chứng khoán kiểu như thế. Thì đây là thị phần giao dịch đúng không? Thị phần giao dịch ấy. Okay. Thì đúng không? Thì chứng tỏ trong vay margin lớn nhưng mà nó sẽ tắc thanh khoản vào một những cái thương vụ khác của họ. Đấy, thì khi mà thanh khoản chứng khoán bị đảo ngược ấy, thì cái tác động đấy nó sẽ rất lớn luôn. Thì đa phần cho vay margin là dựa trên cầm cố cổ phiếu đúng không? Vâng. Cầm cố cổ phiếu, và lúc đấy thì nó sẽ là bài toán ngược lại, cũng sẽ là khá là đau đớn. Cảm ơn anh. Em nghĩ là thời gian cũng không còn nhiều đâu, thì em sẽ xin hỏi một hai câu nữa thôi để mình kết thúc chương trình, tại vì cũng hơn một tiếng rồi. Thì có một nhà đầu tư bạn Tuấn Hoàng cũng hỏi là anh nhận định gì về cái xu thế chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, cũng như là cái suy nghĩ của anh về cái chu kỳ siêu chu kỳ hàng hóa ấy. Anh nghĩ rằng cái xu hướng đấy sẽ tiếp tục trong vài năm tới. Và chính vì thế nên cái nhóm những nhóm cổ phiếu ấy, và phục vụ những nhóm doanh nghiệp, sau đó những cổ phiếu nó phục vụ cho cái việc chuyển dịch đấy sẽ được hưởng lợi. Ví dụ doanh nghiệp khu công nghiệp, đơn giản là tư duy họ sang đây họ đầu tư thì phải mua đất đai đúng không? Sau khi đất đai xây dựng nhà xưởng, tất nhiên cái nhóm xây dựng thì là cái nhóm mọi người đều kỳ vọng, anh không thích lắm, vì biên lợi nhuận nó quá thấp và nó quá cạnh tranh, ngành quá cạnh tranh. Thì nhà máy đi vào sản xuất hoạt động thì cái nhóm doanh nghiệp logistics sẽ được hưởng lợi. Cái đó là anh nghĩ là xu hướng rất nhiều. Còn dài hơn nữa thì nhóm đấy hy vọng rằng nó nâng được cái mặt bằng thu nhập lên, thì các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng sẽ được hưởng lợi, nhưng cái đấy nó nằm ở cái tác động xa hơn. Chu kỳ hàng hóa anh nghĩ nó sẽ tiếp tục.
anh nghĩ tiếp tục. anh vẫn tin rằng là nó có sẽ có sự điều chỉnh do tính chất quá đà trong thời gian ngắn thôi, nhưng mà anh nghĩ nó sẽ tiếp tục. Vì các cái hàng hóa rất là hot commodity, hàng khai khoáng thứ, nó cần cái thời gian mới tăng nâng công suất được. Nếu mà thế thì ở Việt Nam mình, thị trường Việt Nam mình có cái cổ phiếu hoặc là cơ hội đầu tư nào nó tận dụng được cái cơ hội để từ siêu chu kỳ hàng hóa không anh? Masan Resource. Masan Resource là một doanh nghiệp mà ai cần theo dõi một chút về mặt cái biến chuyển tác động của cái giá hàng hóa lên cái bottom line, lên lợi nhuận của họ xem như thế nào. Và quý 1 chưa thấy xảy ra. Đấy, thì theo dõi tiếp, nhưng mà nếu mà thấy có sự chuyển biến thì họ là người hưởng lợi nhiều nhất. Cảm ơn anh. Em xin phép hỏi một câu cuối ấy. Dạ. Mà câu hỏi của nhà đầu tư là Võ Quang Thái, nên là cho em hỏi về tiềm năng cổ phiếu ngành hàng không khi kinh tế phục hồi sau Covid. Cổ phiếu ngành hàng không chắc về doanh nghiệp chắc chắn sẽ được hưởng lợi, về cổ phiếu thì chưa chắc, giá cổ phiếu nó có xuống đâu. Đúng rồi, giá cổ phiếu nó có xuống đâu, cho nên là anh không quá không quá lạc quan về nhóm cổ phiếu này. Vâng. Tất nhiên là do yếu tố cung cầu của thị trường thì có thể nó sẽ có những dục dịch nọ kia. Vâng. Nhưng về mặt cơ bản anh không có quá lạc quan. Định giá chưa xuống tí nào cả, trong khi đó doanh nghiệp hàng không thì về cơ bản là tỷ suất sinh lợi trên vốn của họ quá thấp. Vietnam Airlines, cả Vietjet, Vietjet nếu bóc tách cái phần doanh thu tài chính, cái thứ bán máy bay, cái thứ của họ ra thì cái tỷ suất lợi nhuận trên vốn quá thấp. Mà đặc biệt hơn là giá cổ phiếu chưa xuống. Khác biệt với lại ngành hàng không ở các nước khác, đúng không? Ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn, Warren Buffett ông đâm tại đáy, tức là giá xuống rất nhiều rồi. Đúng không? Thì lúc đấy có sự phục hồi, tức là cơ bản doanh nghiệp phục hồi, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phục hồi thì giá cổ phiếu nó phục hồi theo. Những người ở nhà mình toàn căng sức ra giữ giá. Cảm ơn anh. Còn thực ra là mặc dù là còn rất là nhiều câu hỏi của các nhà đầu tư, nhưng mà tại vì do thời lượng chương trình có hạn nên là các câu hỏi đấy thì chúng tôi sẽ cố gắng trả lời sau. Thì em rất là cảm ơn anh Tường đã rất là nhiệt tình khi tham gia chương trình và trả lời câu hỏi ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất là nhiều và xin kính chào nhà đầu tư. Thì chúng tôi xin kết thúc chương trình livestream số thứ 6 của chương trình đối thoại với em ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn anh Tường rất nhiều. Cảm ơn Tùng và cảm ơn VN Direct. Và cảm ơn khoảng 900 người nhờ theo dõi buổi ngày hôm nay, và hy vọng là các bạn không thất vọng.